Ở tập trước, Lộc đã đối mặt với vệ sĩ vô danh và mình đã biết vì sao người ta không muốn nhớ tên cái vệ sĩ này rồi. Bởi vì cái thanh niên này sẽ cho đối thủ ăn đòn xào hành các bạn ơi. Sức mạnh miêu tả đơn giản bằng một câu thôi, một rìu là chuyển sinh đi. Trời đất ơi, liệu rằng Lộc có thể trả được cái mối thù ăn hành này hay không? Lộc sẽ làm gì để trở nên mạnh mẽ hơn? Câu trả lời sẽ có trong video Hiệp sĩ chuyển sinh ngày hôm nay. Honkai Star Rail, một tựa game nhập vai vũ trụ kỳ ảo đa nền tảng do HoYoVerse, nhà phát triển Genshin Impact sản xuất. Game chơi được trên đa nền tảng từ PC, PS5 và cả thiết bị di động. Và các bạn biết tin gì chưa? Phiên bản 2.5 của Honkai Star Rail mang tên Bích Vũ Phi Hoàng Xạ Thiên Lang đã cập bến rồi và có rất là nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta trải nghiệm đó nha. Đầu tiên là sự xuất hiện của nhân vật 5 sao mới có tên là Linsha. Cô là một nhân vật vận mệnh trù phú thuộc tính hỏa. Trang phục của Linsha mang những màu sắc cổ xưa với mái tóc dài, trên đầu quấn một sợi dây đỏ trông rất là lanh lợi và thần bí. Khi chiến đấu, vũ khí của Linsha là lư hương. Vì là một người luyện đan, thế nên là cô sẽ mang theo rất là nhiều loại đan dược và hương liệu để hỗ trợ khi thi triển phép thuật. Cô khống chế sự hình thành của làn khói để tấn công đối thủ. Khi thực hiện đòn đánh theo sau, Linsha sẽ thi triển thú khói hình thỏ để tấn công kẻ địch. Nếu bạn đang cần một nhân vật hỗ trợ vừa có khả năng trị liệu và vừa tấn công thì Linsha sẽ là một lựa chọn rất là tuyệt vời luôn á. Tiếp theo, trong phiên bản mới này cũng có một nhân vật mới khác, đó chính là Fei Xiao, là một nhân vật vận mệnh săn bắn thuộc tính phong. Cô ấy là nữ chiến binh tộc Hồ Ly, tướng quân thiên kích, võ lực siêu phàm. Cô có đôi tai lông nhung rất là to và mái tóc dài màu xanh trắng. Vũ khí mà cô đang dùng đó chính là song thương cũng như là rìu chiến. Khi mà Fei Xiao thi triển tuyệt kỹ, y phục sau lưng cô sẽ bị gỡ bỏ để lộ dấu ấn, đồng thời triệu hồi gió bão để bao quanh kẻ địch, gây đả kích mang tính hủy diệt. Khả năng tấn công này mình thấy cực kỳ ấn tượng luôn á. Và đặc biệt trong phiên bản 2.5, banner trở lại tự chọn sẽ mở và duy trì 3 tuần. Lần này nhân vật trở lại đó chính là Tobias. Chưa hết, 15 lượt rút miễn phí đang chờ bạn. Người chơi online có thể nhận 800 ngọc ánh sao, đăng nhập 7 ngày có thể nhận 10 vé tinh cầu đặc biệt và còn rất là nhiều sự kiện mới đang chờ đợi các bạn trải nghiệm luôn á. À, mà hệ thống thú cưng cũng vừa mới ra mắt á nha. Cuối cùng thì cũng có thể có thú cưng riêng của mình trong Honkai Star Rail rồi. Thế nên còn chần chờ gì nữa mà không tải ngay Honkai Star Rail để cùng Lộc trải nghiệm phiên bản 2.5 thú vị lần này nhé. Link tải game mình có đặt dưới phần bình luận cũng như là mô tả của video và các bạn có thể nhập cái gift code giới hạn để nhận ngay 50 ngọc ánh sao miễn phí á nha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hiệp sĩ chuyển sinh. Và các bạn có thấy mình lạ lạ không? Không phải là mình không muốn chạy đâu mà tại mình chạy không nổi nữa các bạn ơi. Bởi vì bây giờ mình đang bị cái hiệu ứng có tên là Overweight. Đại khái là mình bị quá nặng á các bạn ạ. Và lý do là tại vì mình đã nâng cấp cái phần chỉ số lại rồi. Mình đã khắc phục được cái lỗi mà lúc trước mình cộng điểm máu á, nó không có tăng máu cho mình các bạn ạ. Và bây giờ nó cũng đã có một cái giao diện mới á. Và đồng thời nó cập nhật thêm cái cân nặng ở đây nữa nè. Hiện tại đang là 82/50 ha. Và nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay là sẽ cố gắng làm sao mà mặc được giáp ha, để không có bị hiệu ứng overweight này nữa. Ồ, giờ thì chắc phải cởi ra thôi các bạn. Ồ, ví dụ mình đội cái nón không thì có bị không ta? Ồ, hiện tại mình đội cái nón không á các bạn, là nó vừa khít luôn nè. 49/50 ha. Ai Ủa cái bác thương nhân này đi đâu đây? Trời ơi, bác này bán bông các bạn ơi. Thôi tôi không mua bông đâu. Bạn nào mà heo muốn tặng bông cà rết thì có thể liên hệ các bác sau lưng mình nha. Rồi, còn bây giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục lên đường á. Bởi vì ở tập trước mình có đánh bại bọn cướp dân làng các bạn ơi. Và mình được tặng cái hiệu ứng điểm xấu nè. Thế nên là mình đang muốn dành cái hiệu ứng điểm xấu này cho một cái ngôi làng may mắn ha. Sau đó mình sẽ cosplay thành một cái hiệp sĩ và giải cứu dân làng trước bọn cướp dân làng. Từ đó âm mưu mua đồ giá rẻ các bạn. Trời ơi. Quá là kinh tế luôn á. Hợp lý ha. Để coi coi ngôi làng nào sẽ là ngôi làng xấu xố. Ủa lộn, ngôi làng may mắn trong ngày hôm nay đây. Trước mặt mình là hai công trình luôn. Wow. Trời ơi, sao giống như chỗ này của bọn cướp dân làng vậy các bạn ơi. Kinh nghiệm khám phá ở nhiều cái cuộc hành trình rồi. Theo như mình nhớ là chỗ đó là của cướp dân làng đó. Thôi, sẵn tiện quan bển đi săn bọn chúng luôn. À, hình như săn bọn chúng sẽ được rất là nhiều kinh nghiệm luôn các bạn. Các bạn để ý nha, ở góc trái, ở dưới cái chân mình nè, có cái cấp độ và kinh nghiệm. Mỗi lần săn bọn quái vật hay là bất kỳ cái con quái nào nguy hiểm á, là mình sẽ tăng cái kinh nghiệm đó. Nên là đây sẽ là dịp lý tưởng để mình cày cấp lại đây. Trời ơi, cái này phải mình cày từ ngày đầu á. Thì chắc bây giờ đã khác rồi.
Nhưng mà không sao, không có gì là quá muộn hết các bạn. Từ từ, từ từ. Rồi rồi, mình đang áp sát lại rồi nè. Ủa, cái gì vậy? Cục len màu tím hết hồn. Tưởng đâu bọn chúng xây luôn cái cánh cổng địa ngục cho cẩn thận chứ. Ui, chính xác rồi, bọn chúng là cướp dân làng các bạn ơi. Đúng như mình dự đoán á. Ê, chưa, từ từ. Mình còn nhặt được một cái pha lê trái tim nữa nè. Hôm qua các bạn, cũng của bọn cướp dân làng luôn. Mình đeo vô thử. Nó cho mình 5 trái tim. Wow. Vậy là bây giờ mình có 20 trái tim để bù cho lượng giáp rồi. Yes sir. Rồi, giờ thì chắc vô trong quẩy luôn cho nóng nha. Trời, bọn chúng nhìn có vẻ lực vậy. Trời, ba bốn tên nhảy xuống lực luôn. Yêu. Ây da, trời. Định thôi động thôi vậy. Thử gọn liền. Ok. Mình lên cấp rồi kìa các bạn. Một tên gì sẽ cho mình cỡ 30 cái kinh nghiệm á. À, khá ngon. Ôi, nữa. Né luôn cái. Ok. Tạm ổn. Bây giờ thì mình sẽ kiếm cái đường đi vô. Mình đào đường vô trong đi các bạn. Được không? Ui, cũng khá ổn nha. Ê, đúng rồi. Đào về mình có thể xài chích lõ các bạn ơi. Không nhiều giáp thì mình xài chích lõ thôi. Ui, trời, cẩn thận con cầm rìu nha. Kìa, nó chặt, nó cay cú rồi. Nó muốn chặt mình mà nó chặt không tới các bạn. Trời ơi, coi. Bất lực chưa nhóc. Bất lực chưa. Bọn nó gặp lọc chích lõ là bọn chúng xác định rồi. Úi giời ơi. Ở đây có rương các thứ nè. Có đồ ngon các bạn ơi, sách mềm mại. Một cái bản đồ. Ồ, cái bản đồ này quen quen nha. Kỹ năng này thì mình đã có rồi ha, tăng giáp á. Một cây katana nữa nè. Bên này. Ê, bên này lại có cái torment tiếp nè. Wow, lại thêm một cái rìu nữa các bạn. Có thêm kim cương, áo giáp kim cương. Ê, bọn này giàu nha các bạn ơi. Cô Lý. Và nãy giờ thì mình... Ê, cái tên này. Ủa, nó vô đường nào vậy? Nãy giờ mình cũng lên được đâu đó 7 cấp. Wow, nhanh vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu nâng cái chỗ endurance này lên ha. Và để ý nha, mỗi lần mình nâng cái điểm này thì nó sẽ tăng cái phần quay mình lên kìa. Cân nặng mà mình mang theo có thể tăng lên rồi đó các bạn. Hiện tại mình sẽ cộng hết vô luôn ha. Giờ thì chắc mình mặc vô được cái ổn rồi đó. Đúng không? Thêm cái áo. Ui, thêm cái áo thì không nổi các bạn, nặng quá. Nếu mà cởi cái ổn ra thì ok nè. Rồi, tạm ổn ha. Xíu có thêm điểm thì mình sẽ cộng tiếp. Ôi, cái tên cầm rìu. Tí hụt. Hên quá. Nó bổ không tới mình các bạn ơi. Để mình loot nốt cái thùng ngoài này cái đã. Ôi, thùng ngoài này có vẻ không giàu lắm ha. À, vậy thì lên tầng trên thôi. Nữa. Ui da. Ui da. Nó bổ một lần 2 trái tim đó các bạn. Ê, nữa. Mèn đất ơi. Ê, nó bổ liên tục luôn á. Nó muốn đọt mạng mình thiệt các bạn à. Con này quá đáng thiệt chứ. Ê, con gì vậy? Con này. Ủa, nó cắn mình xong cái nó trèo lên trển lên nó núp các bạn. Con đâu lầy thiệt chứ. Ôi, một kỹ năng mới. Nữa. Người kìa, tao hơi lâu rồi đấy, cái con kìa. Đánh xong rồi chạy à, khó chịu ghê. Có một kỹ năng mới nè các bạn ơi. Ui da. Ê, tính ra có một cái con cầm rìu thôi mà nó đáng sợ vậy luôn á. Thôi thử kỹ năng này là kỹ năng gì ha. Học luôn. Đó là kỹ năng hình hai cái tay. Đây, Dexterous Arm. Đại khái là nó sẽ giúp cho những cái công cụ mình dùng á, nó sẽ lâu hư hơn các bạn à. Không biết có áp dụng trên vũ khí không ta. Lưỡi hái mình cũng sắp hư rồi. Để mình nâng một ít điểm đi ha. Hy vọng là sẽ kéo dài thời gian mình sử dụng lưỡi hái. Ui. Ây da. Gì đông vậy? Ơ kìa. Trời đất ơi, nó cho mình một vé đi về bằng đường hàng không luôn. Oh my gosh, thiệt chứ. Sẵn tiện về nhà học thêm kỹ năng mới luôn các bạn ơi. Mình thấy ở đây có một cái nội tại khá ngon nè. Tăng sát thương lên mục tiêu đang bị giảm máu các bạn. Được ấy chứ. Ok, sửa lại xong rồi. Đổi sang kỹ năng Crush hồi nãy mình mới học nè. Mình thấy nó là một cái năng lướt các bạn, nhưng mà siêu nhanh luôn ha. Không biết là nó có mạnh hay không. Nội tại thì
Lúc đầu mình tính chọn nội tại mới nhưng mà suy đi nghĩ lại, hôm nay mình chiến đấu khá nhiều nên mình sẽ chọn nội tại. Mỗi lần đánh thì sẽ cộng dồn cái trái tim ảo ha. Rồi, quyết định vậy đi. Kỹ năng lướt kia là một nó một dạng kỹ năng né các bạn ơi. Nó có hồi chiêu khá là nhanh á. Gì đấy bro? Hình như mình còn skill boy cả. Không biết là full giáp kim cương là cần bao nhiêu điểm nữa. Hiện tại mình 85 điểm rồi các bạn. Bây giờ việc quan trọng nhất đó chính là mình phải lấy lại đồ các bạn ơi. Ui nó gì? Trời ơi. Ây da. Tôi xong rồi. No. Ây da. Sao mấy con này nó nhanh vậy? Ôi xong rồi, mình vô đường cùng rồi. Ây, xác định rồi. Chiến này mình đã rút kinh nghiệm rồi. Mình không áp sát quá các bạn. Không thôi là đi liền. Đó. Ở xa xa có gì mình còn giữ khoảng cách. Mình rỉa bọn chúng được ha. Hình như sau cái đợt nâng cấp, cái phần chỉ số này á, thì bọn quái vật cũng mạnh hơn hay sao ấy. Không biết các bạn có thấy vậy không? Gì đâu mà hồi nãy mình mặc giáp kim cương, nó bâu lại, nó làm cho vài rìu thôi là đi liền. Kinh thiên động địa thiệt chứ. Ok, hiện tại thì mình đã clear được ở phía bên ngoài rồi. Bây giờ đi sâu vô một xíu để mình tìm lại đồ cái đó. Nữa lại là cái thanh niên này. Ok, mình phải tận dụng kỹ năng né để chúng ta giữ khoảng cách các bạn ơi. Yêu cầu nó không đụng vô người mình là được. Không né kịp cái là hé bị một rìu liền. Khó chịu vô cùng nha. Ui. Đánh lén nữa bồ. Trời, nó nhảy nó chặt rồi. Wow. Nguy hiểm. Làm vài miếng dấu lấy máu lại các bạn ơi. Hồi nãy mình đã đi ngang hướng này rồi đúng không? Cái phòng mà mình vô là cái phòng ở trong kia kìa. Thấy rồi. Né cái. Ok. Né cái nữa. Ui, tính ra mình học cái kỹ năng lướt siêu nhanh đó hợp lý ha. Mình dùng để né đòn rất là hiệu quả luôn các bạn ơi. Ở đây rồi. Ây da. Nữa. Ui. Ê rồi. Trời ơi, bị mất kẹt. Tính ra là vừa mới gáy luôn á trời. Nghiệp quật liền. Hiện tại mình có 20 trái tim các bạn. Và mình có 20 cái skill point. Còn dư nè, mình sẽ nâng cái phần sinh lực mình lên ha. Vitality nè. Mình sẽ nâng 5 điểm. 5 điểm là mình sẽ được một trái tim. Wow. Nâng full luôn. 19 điểm. Ui, 19 điểm thì 20 điểm luôn đi cho chẳng. 20 điểm thì mình sẽ được 5 trái tim. Tính ra trung bình là 4 điểm cho một trái tim đó các bạn. Wow. Cũng ok. Ôi, nhưng mà bây giờ mình cảm giác là thứ mình cần nâng bây giờ không phải là máu các bạn ơi, mà là sát thương. Các bạn có để ý lượng máu của cái bọn này không? Nó 120 máu lần. Nãy giờ mình đánh không khác gì là mũi chích inox luôn á. Tập trung cày cuốc để chúng ta nâng sức mạnh lên các bạn. Bọn chúng đang ngày càng mạnh hơn rồi. Ê, wow. Ngon. Ê, tên nào đánh lén. Mình không có thấy đường các bạn ơi. Nó làm mình mù lò rồi. Này thì làm ta mù lò hả? Con nào đánh lén vậy? Cho nó đi bắn muối luôn. À đây nữa nè. Né hộ. Không thấy đường nhưng mà ta có tuyệt chiêu quýnh đại đó nha. Đừng có giỡn. Nữa nè. Này thì hay làm mù lò. Nó gặp đánh quýnh đại là nó cũng tắt điện. Ồ, ở đây có cái ổn mới nè. Bên này thì sao? À bên này là có cái rương. Wow. Tên này. Nhảy xuống. Ở trên nó nhảy xuống đó mọi người. Không ổn rồi. Thì kìa, nhảy xuống tiếp kìa. Ngày càng đông hơn nha. Nhưng mà bây giờ mình đã tự tin hơn rồi các bạn ơi. Biết sao không? Mình đã có được cái vật tổ trường sinh cầm bên tay trái kìa. Nên là mình cũng chơi khô máu với bọn chúng luôn. Ê, ở đây có tên phân thân. Đâu rồi, nó phân thân rồi. Nó đâu ta? Trời, nó bắn nhau sau lưng. Nó phân thân khó chịu vậy. Ở bên này. Bên này có cái tên. Ăn rớt rồi các bạn ơi. Kẻ hắn.
Thôi ở đây, à đây cũng có rương nha. Ui có kim cương cái thứ đâu quá trời nè. Wow. Cứ gọn bọn này để con lút coi nè. Lẩm. Thời tới các bạn ơi. Thêm một cái món đồ kim cương nó cộng cho mình trái tim. À, nó thay vô phần áo của mình các bạn. Nên không ta? Nó có 4 giáp thôi à. Thôi mình nghĩ là mặc áo giáp kim cương vẫn hơn á. Ừ. Ui, kìa mình thấy rồi. Hình như cái tên, tên tàng hình là tên này. Đó, ui da, trước khi nó ngẫm nó còn phải làm mình mù lòn cái nó mới chịu. Đầy thiệt chứ. Ở đây cũng có cái nhà tù gì nữa kìa các bạn ơi. Ui, 2-3 tên tàng hình luôn. Wow. Trời, nó nhốt đồng đội nó bên trong luôn kìa. Gớm không? Hết xá bọn này thiệt. Trời, sơ hở là nó đánh lén liền. Mẹn đất ơi. Rồi. Ui, cái tên này bị ngốc các bạn ơi. Tính ra đây chạy ra được mà nó không chạy ra nữa. Ê, tên ngốc nghếch này. Này thì tên ngốc nghếch, cho nó đi luôn. Nó giỡn mặt với mình hay gì á. Ui da, trời. Ui, nó ngốc nghếch nhưng mà nó sung lắm các bạn ơi. Phải né liên tục á. Quá chừng quá đất trâu rồi. Sao bữa nay hình như mình đã lỡ làm cho game nó khó hơn rồi các bạn ạ. Bộ game chưa đủ khó hay sao vậy? Đúng là không ai chơi liều bằng Lộc thôi chứ. Ok, ở đây còn... Ê, tin, một tên pháp sư nữa. À, vô mánh. Lụm thêm một cái vật sổ các bạn ạ. Quá đã. Chỉ có điều hơi phiền phức bởi mấy cái con đệ mà cái tên pháp sư đó triệu hồi thôi á. Nó cứ bay bay xuyên tường rồi nó khịa mình á. Bực vô cùng luôn. Tầng thứ 2 thì cũng gần như clear rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lên tầng thứ 3. Hình như cũng sắp tới tầng cao nhất rồi đó. Mình cần một khoảng nghỉ để chúng ta nâng cấp chỉ số thôi. Hồi nãy giờ lên cấp cũng kha khá rồi đó các bạn. Không nâng chỉ số lên tầng cao hơn chắc sẽ đuối hơn á. Nâng sức mạnh nhiều vô. 20 điểm. Ủa cô con nào đấy? Con này. Rồi cộng thêm một ít giáp nữa. Cho chẳng 40 điểm nè. Còn dư 8 điểm thì chắc mình sẽ dồn một tí vô cái thể lực ha. Ok. Bây giờ chắc mình sẽ mạnh hơn hồi nãy một tí rồi đó. Ui thiệt nè các bạn. Ồ, mình đánh bọn chúng mau bị ngẫm hơn nè. Yeah. Rồi. Phân thân hả? Phân thân đi đâu? Phân thân hộ cái. Ui đừng gây sớm. Hồi nãy mới gây sớm là đi liền á các bạn. Bài học. Đừng gây sớm. Rồi ở đây có room. Tranh thủ lút bởi vì nó rất là giàu các bạn ơi. Bên này cũng giàu không kém và có thêm một cái kỹ năng mới nữa. Wow. Bạn enchant mình lượm luôn. Tính ra vô trong này được nhiều cái lắm nha. Ừ, vừa ăn hành mà vừa có đồ. Thôi cũng chịu. Thêm một quyển sách mềm mại và thêm một cái kỹ năng mới nữa nè. Quá em. Còn phía bên này. À bên này là cái ban công thôi. Không có gì hết các bạn ơi. Ui. Con này ở trên nó mới nhảy xuống. Nguy hiểm thiệt chứ. Chắc ở trên nó còn đông lắm các bạn ơi. À giùm nghe tiếng bọn chúng. Ôi cái tên này núp. À hắn chơi bài núp các bạn. Thôi là mình phát hiện. Này thì núp hả. Ở phía trên hình như có tên pháp sư. Mình nghe tiếng hắn triệu hồi. Kìa. Mèn đấy cậu. Ui đông lắm. Ây da. Bình tĩnh. Không có ẩu được. Ẩu là đi đó các bạn ơi. Mình cần táo vàng. Ui da các bạn coi kìa. Nó trưởng thốn vô. Ăn một trái táo đi. Có thêm kháng cự các bạn. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu. Đi tè tè lên ha. Ui da chưa lên trên mà đã mất máu quá trời rồi kìa. Làm thêm trái nữa đi. Bọn chúng chơi cái thế gọi là canh cầu thang rồi. Mình lên là bọn chúng sẽ xài cái phép cạp. Rất là khó chịu ha. Rồi đâu chạy đâu rồi. Kìa, a núp. Ui. Chơi bà núp. Núp xong rồi cạp. Một con. Vẫn còn một tên pháp sư bên này nữa các bạn. Đây nè. Núp rồi xài phép cạp hả. Khó chịu ghê. Ui cái gì thốn vậy. Ui da. Mình phải nóc máu liên tục đó các bạn. À. Hai tên này hợp sức lại. Tại cái phép cạp. Ấy.
Không ổn rồi, mất máu nhiều quá. À, phải hạ nó sớm thôi, trước khi quá muộn. Còn một tên nữa. Này thì ha, triệu hồi. Còn không? Còn tên pháp sư không vậy? Sao mình vẫn thấy nó cạp cạp vậy? Ơ cơ. Rớt rớt. Ui còn các bạn ơi, hình như hắn núp ở trong này. À đây nè. Thì ra ngươi núp ở đây. Cái tên đó lại lội thiệt chứ các bạn. Núp một góc xong rồi xài phép không à. Bị dồn đam vô quá, bây giờ mình bể cái nón luôn rồi. Ui, mất luôn cái nịt rồi. Mình sẽ lấy một cái nón kim cương mới, mặc vô. Sau đó làm thêm còn kia ta, thiếu cái quần đúng không? Mặc cái quần vô thôi các bạn. Ok. Ê, ui nhưng mà khoan. Ê, mình mặc quần vô là mình sẽ bị quá ký các bạn ơi. Vậy là mình phải nâng lên 100 cơ. Ok, mình sẽ nâng lên đâu đó cỡ 51 điểm ở cái phần hình áo giáp đó. Đó, bây giờ là mình có thể chạy nhảy bình thường rồi nè. Ok, ok. Cũng hơi tốn skill point một tí nhưng mà không sao. Quan trọng là bây giờ mình full giáp kim cương là được. Bây giờ tính ra bữa nay cũng bội thu phết. Chạy ra xa xíu á, để mình làm giấc cái đã cho trời sáng các bạn ơi. Nãy giờ chiến đấu ha, 500 hiệp ăn chóng, chắc trải qua cũng được mấy đêm rồi đó các bạn à. Phải nghỉ ngơi thôi. Không thôi hồi mấy con phantom nó ra nó kiếm. Ê. Cái gì đây? Chưa gì đã có thanh niên chào buổi sáng mình rồi. Yeah yeah. Và bây giờ coi coi, mình lên cấp 42 rồi các bạn ơi. 100 skill boy. Mình phải tranh thủ lúc này và tăng thật là nhiều sức mạnh thôi. Hiện giờ mình đang giới hạn cái cấp độ mình cài được, đó chính là ở cái mức 50 thôi á, để cho nó cân bằng game á. Nhỡ mà sau này tình hình quái vật các thứ mà nó có tăng tiến sức mạnh quá nhiều, mình sẽ mở khóa cái giới hạn đó sau ha. Còn bây giờ thì chọn vào cái nhánh sức mạnh nào. 109 điểm hả? Mình sẽ cho 50 điểm vô cái phần sức mạnh này á, là nó sẽ lên cái mức đó chính là 70. Đúng không ta? 70. Ok. Yes sir. Phần còn lại cho đâu đó cỡ 60 điểm ở cái phần sinh lực này. Coi coi sẽ được bao nhiêu trái tim đây. Ồ, 60 điểm sinh lực thì mình sẽ có tổng cộng là 30 trái tim các bạn. Khá nhiều nha. Sau này để phòng trừ trường hợp mà có những cái giáp mà mình không có mặc được á, mình sẽ tăng thêm cái phần áo giáp này lên ha. Maximum luôn. Yeah yeah. Bây giờ có thể nói là mình cực kỳ khỏe rồi đó các bạn. Mấy tên này là một hit thôi nha. Quá đã, quá đã. Tiếp tục thôi nào. Mình sẽ tới công trình kéo bên đây luôn ha. Gì đây? Gnomus. Làm gì đây? Một chặt nha. Ôi ôi. Tôi tôi. Mấy thanh niên này nhờn với hiệp sĩ. Bọn này dám nhờn với mình. Ôi, hay là bữa nay mình quay lại mình trả thù cái vệ sĩ vô danh ta. Ồ, đúng rồi. Hôm nay mình 30 trái tim rồi các bạn. Không lẽ one shot mình nữa sao? Đúng đúng đúng, chỗ này cũng gần chỗ vệ sĩ vô danh nha. Chắc mình khám phá xong rồi cái mình qua không bển, trả thù thôi các bạn ơi. Tuy nhiên hiện tại giáp mình thì đang không tự tin lắm. Giáp mình nó cảm giác nó không có được trâu nhất đó các bạn ơi. À và công trình này lần trước mình đã khám phá rồi nè, chỗ của mấy cái con zombie, mấy con xương đó các bạn. Nhưng mà mình cũng sẽ thử vô một tí ha, biết đâu trong công trình này lại có thêm vài thứ hay ho cho mình mang về thì sao. À quên nữa, hồi nãy có hai cái kỹ năng mà mình chưa có học nè. Học luôn. Sau đó vô trong coi coi nó là kỹ năng gì. Đầu tiên là kỹ năng có tên là Treasure of the Sand. Cho phép mình tìm kiếm kho báu từ cát các bạn ơi. Ảo ma vậy. Ui nhưng mà nâng một lần tới 300 mấy điểm kinh nghiệm lận mắt đấy nha. Còn bên này là hình Enchanter. À, giảm cái cấp độ tối thiểu cho cái việc Enchant. Mình sẽ thử nâng một ít điểm thôi. Tại xíu về mình cũng Enchant đó. Nên là chắc kỹ năng đó sẽ cần đó các bạn. Rồi rồi. Giờ thì vô đây cái nhẹ nè. Chỗ này thì mình đã có kinh nghiệm rồi ha, nên là tốc độ lắm. Hôm này có cái chỗ chứa rượu nè. Ủa, hôm nào ta? Ở đây nè, nè ngay đây. Vodka đúng không? Đâu rồi? Ủa, vodka đâu? Ủa? À, cái này chỉ có rượu bình thường thôi các bạn ơi. Không có vodka rồi. Yêu, lại là bánh ngọt. Quê sệ vậy. Tưởng đâu có vodka thì mình làm tí. Yeah. Ok. Nói là làm liền. Bây giờ thì mình đã về nhà. Việc còn lại của mình đó chính là đi vô đây và enchant thử ha. Coi thử coi. Ôi lộn. Đây, chẳng hạn như cái quần nè. Ồ, nó giảm cấp độ rồi nè các bạn. Bình thường thì ở cái nấc thứ ba này mình sẽ cần tới 30 level lận. Bây giờ thì chỉ cần 28 level thôi. Wow. Sao toàn bảo vệ khỏi lửa không vậy trời. Bảo vệ 4. Cảm ơn.
Đây nè, bảo vệ 4 đây. Ồ, không có. Ui, bảo vệ 3, thôi kệ. Đó, có bảo vệ 4 nè. Ha ha. Ổn bảo vệ 2 hả? Lên bảo vệ 3. Đỡ hơn đường tí ha. Hiện giờ thì mình còn 39 cấp độ đúng không? Ở đây thì cũng có cái nhánh tăng sức mạnh đó các bạn. Có tên là Strong Fist nè. Mình sẽ tăng cho nó thêm 1 điểm nữa ha. 2 điểm, 3 điểm luôn. Ồ, hết kinh nghiệm rồi. Nó mắc thiệt sự luôn, nhưng mà mình nghĩ nó là một cái phần nâng cấp rất là xứng đáng cho cái công cuộc đánh boss của mình trong ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là lúc để mình chuẩn bị phục thù thôi các bạn. Hiệp sĩ vô danh. Hôm qua mày đã bán hành cho ta, khiến ta phải la hét ú é, khổ sở các thứ. Mối thù này không trả thì không làm hiệp sĩ nữa, bỏ nghề luôn. Quyết định vậy đi. Ui, nhưng mà mình gây sớm lỡ không trả được thù sao trời. Thôi thôi thôi, chắc trả được á. Không có xui tới vậy đâu. Không biết hôm nay kết quả sẽ như thế nào đây. Các bạn đón thử xem Lộc có thể trả được cái mối thù đệ không, hay là bây giờ Lộc lại nằm một đống giống như chiến trước. Đây rồi. Đã tới lúc để chúng ta thể hiện rồi các bạn. Ăn trái táo. Sau đó thì đi xuống liền thôi các bạn ơi. Ấy, trời. Gì đây, mới xuống mà nó đã bắn mình rồi. Kêu ơi. Ok, mình sẽ dẹp mấy cái chỗ nhum nham này trước cái đó. Phòng trừ trường hợp xấu nhất các bạn. Là mình lọt xuống mấy cái chỗ nhum nham á. Ok. Hết mấy cái mối nguy hại rồi đó. Giờ thì tập trung chiến đấu nào. Bây giờ nhìn ngươi hơi bị nhiều rồi đấy, cái con boss kia. Bữa nay mình có cái kỹ năng lướt các bạn, nên là cũng đỡ một xíu ha. Ê, cái đoạn đó là phải né nha. Hôm bữa là mình ngẫm gì cái đoạn đó nhiều nhất luôn á. Nó cực kỳ thốn các bạn. Nó bổ kìa. Bổ gắt chưa kìa. Nữa hả? Lại hút hả? Cho ngươi quê xệ luôn. Bữa nay mình có tuyệt chiêu lướt các bạn ơi. Né được. Ôi da. Nó tung 3 rìu liên tiếp. Eo. Ê nó lướt. Ê ngươi lướt ta cũng lướt. Vậy đi. Quê nha. Uống máu vô cái. Úp sức mạnh lên. Tiếp tục. Ê. Thôi. Né kịp. Mình sẽ có một chút thời gian để mình né trước cái đòn cực mạnh đó các bạn, nên là phải tranh thủ mới được. Ê, tận dụng ra. Ê, nó hút tiếp. Ui, nó hút 2 lần. Ê, 3 lần. What? Hút 3 lần liên tiếp. Là thật. Trời ơi, không tin được luôn á. Cơ. Con này nó quá đáng lắm luôn á. Ê, nó chặt. Rồi, dùng ăn cách cho nó. Ôi, nó bắn nè. Nó bắn gì đâu mà nó bắn hoài vậy. Ê, cơ hội. Nó áp sát cũng là cơ hội để mình có thể tung những cái nhát cận chiến các bạn. Rồi, nó chặt 3 cái đó. Đừng có lại gần nó quá. Ừ, hên quá. Né kịp. Rồi, ngon luôn. Ngon luôn. Mình khấu được 1/4 máu nó rồi các bạn ơi. Ừ, né được luôn. Né tiếp. Ê, xa vậy. Thôi xong. Hết máu. Uống máu tiếp. Lại đây. Ê, nó né. Ừ. Né được. Ngon các bạn ơi. Yêu cầu mình không có bị choáng á. Là ok ha. Tại vì mình sợ mình bị choáng thôi. Bị choáng là nó có thể dồn đau mình được các bạn. Rất là khó chịu luôn. Đánh xong mình lướt liền. Nó sẽ không đánh trúng mình được. Đó. Đánh với con này ăn thua là mình né được những cái nhát chí mạng thôi các bạn. Chứ không thôi là sẽ không đủ máu để trụ với nó. Ê, nó ngủ. Cơ hội. Nó ngủ rồi. Ui, nó ngủ mà đánh được có 2 hết à. Ừ, né được luôn. Tới số người rồi. Ừ, né tiếp. Biết cái lạch cho nó rồi các bạn.
bữa nay gần như là mình né được đại đa số những cái đòn đánh của nó các bạn ơi. Nè, nó tung đòn là mình, ấy, mình lùi lại liền. Ê, cái gì? Ui, đừng bất cẩn như vậy chứ. 100 máu cuối cùng. Ê, nó làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Con bất kia, ê sao không đánh được? What? À, ê sao không đụng vô người đó được? Vô lý thiệt. Cố gắng mình đánh mà nó không có nhận sát thương các bạn. À, trời ơi, nó gồng cái tia này là để nó hồi máu. Ui, mình mới bỏ lỡ cơ hội kết thúc nó các bạn ơi. Tiếc vậy. Không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội các bạn. Yes. Yes. Chúng ta làm được rồi. Let's go. Hiệp sĩ vô danh cũng chỉ là cái tên thôi. Gáy được rồi các bạn ơi. Gáy cùng lọc nào. Hashtag hiệp sĩ vô danh cũng chỉ là cái tên. Trời ơi, trả thù được rồi. Và hiệp sĩ vô danh sẽ cho mình một cái Golden Core. Ui, cái này có thể bắn ra được tia laser vậy nè các bạn ơi. Nghe có vẻ xịn vậy. Cái ổn da thì thôi không cần đâu. Cái rìu. Wow, cái rìu này 56 đam. Oh my god. Ui, nhưng mà đánh nó slow motion lắm các bạn ơi. Coi nè. Yeah. Rồi xong, mới đánh tiếp được. Yeah. Đó, đại khái là vậy ha. Wow, nhưng mà sức mạnh của nó khá là đáng kinh ngạc ha. Thời tiếc là nó không có kỹ năng gì hết. Quầy, không hẳn đâu các bạn ơi. Mình mới đọc kỹ là rồi. Nó có một cái nội tại, tức là nó sẽ lập tức tiêu diệt kẻ địch nào mà dưới 48 máu hay sao các bạn. Không biết mình dịch có đúng hay không. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử ha. Bây giờ sát thương của nó đã gần 57 đam rồi. Tất nhiên 40 mấy máu là phải ngẫm rồi chứ, đúng không? Ờ, như con này nè. Bèn một phát thôi là đi liền. Ồ, cũng đúng, tại vì sát thương của cây rìu này quá cao các bạn ơi. Hồi nãy mình mới lên cấp đúng không? Chính xác. Và bây giờ skill boy khi mà lên cấp cũng đã bị giảm rồi kìa. Chúng ta sẽ tăng vô cái phần tốc độ đánh ở chỗ này ha. Thành cây cung nè, được 4 điểm. Đó, đánh nhanh hơn được xíu rồi nè. Ok. Rồi, coi thử coi chỗ của Gnomus. Chỗ này sẽ như thế nào đây? Nhìn giống như cái danh trại. À, Gnomus nuôi mấy cái em ổn ỉn nè. Ra là vậy. Bên này cũng có rương nữa. Oh, Gnomus Totem. Hình như đeo cái này vô là mình sẽ không có bị đói luôn hay sao các bạn ơi. Để coi coi nó có thực sự là hồi phục cái thanh thức ăn cho mình hay không. Ở đây nó ghi là very hungry thì nó mới bắt đầu kích hoạt ha. Chắc lúc đó lết hết nổi rồi quá. Ủa? Trời ơi, cái totem đó có tác dụng thiệt các bạn. Khi mà mình đói tự động nó mất cái totem và mình lập tức no bụng liền kìa. Cũng ok đấy chứ. Trong cánh rừng yêu tinh xuất hiện rồng bá đầu. Wow. Mình bắn tùm lum nè. Thiêu đốt luôn. À, đây là con Hydra các bạn ơi. Ây da, mình sẽ xài chích lõ. Mình nấp dưới gốc cây. Ok, lấy rìu mà bữa con Hydra này. Này thì gắn ba đầu. Rồng ba đầu hả? Bữa luôn. Ui trời, nó cũng cắn nha. Con này cũng cắn ghê đấy. Chặt nó nè. Một chặt nữa thôi. Wow, mình đã săn được rồng ba đầu rồi các bạn. Ây du, hiệp sĩ lên trên nha. Bữa nay còn săn được rồng ba đầu trong cánh rừng yêu tinh này nữa. Quay, có tiến triển. Và cái con Hydra đó nó sẽ rơi ra cho mình một cái pha lê. Ê, cái này mình phải nghiên cứu lại nha. Cái đó chắc chắn phải có một cái tác dụng gì đó các bạn ơi. Viên pha lê này nhìn cũng khá là đẹp ha. Đấy, được đấy. Ồ, hồi nãy mình cũng lên cấp đúng không? Ừ, chính xác rồi kìa. Tăng thêm tốc độ đánh đi. Để múa cho nhanh hơn á. Ê, kia có bạn yêu tinh nhỏ xíu kìa. Ồ, bạn này còn bé xíu rồi các bạn ơi. Wow, tính ra trong cánh rừng yêu tinh còn nhiều sinh vật thần thoại lắm đó nha. Mà chẳng qua mình chưa có gặp thôi các bạn ơi.
Đó là lý do mà mình cần phải đi phiêu lưu nhiều hơn và đi qua thật là nhiều cánh rừng yêu tinh ha. Biết đâu sau này mình lại gặp những sinh vật còn dữ tợn hơn cả cái con rắn ba đầu hồi nãy, con rồng ba đầu hồi nãy. Hình như con đó con rồng các bạn, mình thấy nó giống con rồng á. Ủa coi con gì á? Ê con gì mà? Ồ, có con gì nó tàn hình á? À, nó núp ở trên kìa. Trời ơi, con ma. Eo ơi. Không sao, các bạn đợi mình bắn lên trên. Ý, Kamehameha. Ủa sao mình thấy trên mạng người ta Kamehameha ta chưởng như lắm rồi ta. Kamehameha. Ủa không chưởng được con đó. Sao hạ nó vậy? Ê xuống đây trên bạn ơi. Trời ơi con ma kìa các bạn có kìa. Mình phải lật ngược lại các bạn không? Quay ngược lại mới thấy cái này là cái đầu nè, cái mắt của nó nè. Còn đốt cái mình nó sao á. Yêu. Ôi. Đi thôi các bạn, cánh rừng yêu tinh này bắt đầu xuất hiện những thứ kỳ dị rồi đó. Kinh thiệt. Mình bắt đầu ghê rồi đó nha. Trở về nhà sau khi chiến thắng hiệp sĩ vô danh, việc đầu tiên mình cần làm đó chính là trùng tu lại xích giáp các bạn. Hiện giờ thì nó tàn quá cho tàn rồi. Không sửa lại thì không có mà mặc. Chịu khó đi ha. Sửa đi. Thôi ngon luôn. Vậy là chúng ta đã có giáp để tiếp tục chiến đấu rồi. Và tiếp theo mình sẽ tiếp tục khởi động chân tay của mình và test luôn cái rìu mới các bạn, bằng cách là mình sẽ triệu hồi thêm một boss nữa trong danh sách boss mà mình cần phải tiêu diệt nè. Ok. Ê khoan, từ từ. Hình như là mình boss đó không phải triệu hồi bằng cách đánh Undead Paladin trước các bạn ơi. Bậy rồi. Mà mình phải chế tạo bằng một cái công thức khác cơ. Nó làm bằng thạch anh. Trời ơi, hồi nãy mình mới check lại. Đây nè, tiếp theo là hiệp sĩ chuyên săn quái thú các bạn ơi. Oh, wow. Nghe có vẻ là cũng căng thẳng đấy các bạn à. Rồi, giờ thì trở lại đấu trường sẵn tiện đánh thêm Undead Paladin luôn á. Bình thường boss người ta đánh một lần thôi là xong, còn boss này đánh tới đánh lui các bạn. Đây, Undead Paladin đã trở lại rồi ha. Và sẵn tiện test cái rìu mới luôn. Ôi lộn, cái này rìu cũ mà. Ôi trời. Wow. Undead Paladin cũng ghê phết nhờ. Quýnh liên tục luôn kìa các bạn. Tu quýnh lại nè. Trời ơi, đánh mình cái đống không sao, mình đánh lại cái kìa. Tôi bổ nha. Trời, né. Tôi bổ thiệt nè. Ui dạ, trời. Tôi bổ thiệt nè. Ôi các bạn có ấn tượng với cái rìu của hiệp sĩ vô danh không? Ồ mình là thấy khoái nha. Bởi sao mình ăn hành từ hiệp sĩ vô danh là phải rồi. Cái rìu đúng bá đạo luôn các bạn. Rồi tiếp theo là hiệp sĩ săn quái thú. Ui. Ê sao cái set đồ này giống set đồ hiệp sĩ hoàng gia hôm bữa mình chế tạo vậy? Có con này già chuyện nữa. Già chuyện nè, xử nó chút. Trời. Trời. Beast Hunter Knight này căng vậy. Ui da, không biết có họ hàng gì với Mr. Beast hay không. Ôi, chắc không đâu. Giờ thì tiếp chiêu nè. Một rìu ơi. Tụi đã học hỏi từ hiệp sĩ vô danh rồi. Ây da, trời, né. Wow. Né hộn cái nữa đi. Thêm cái nữa nè. Wow, chiến thắng rồi các bạn ơi. Hiệp sĩ săn quái thú cũng đã nằm xuống trước cái lưỡi rìu của mình rồi. Uầy, không tin. Mình đánh bại hiệp sĩ vô danh quả thật xứng đáng các bạn. Mình đã có được một cái chiến lợi phẩm cực kỳ hơi rồi. Sắp tới đây sẽ là món đồ giúp mình nha, bán hành cho những thanh niên nào mà dám chống đối mình. Rồi, và nói chung trong ngày hôm nay là một ngày cũng rất là tuyệt vời ha. Vì ân oán của mình tiếp tục được trả rồi các bạn ạ. Sắp tới có thể là sẽ là hành trình mình đi tìm cái nữ kiếm sĩ để mình test thử coi với cây rìu này mình có thể sanh chính với cái nữ kiếm sĩ đó hay không á. Và các bạn có thích cái cơ chế giúp mình cày cuốc mới này hay không? Lúc đầu thì có vẻ hơi vất vả, nhưng mà sau khi cày cuốc xong thì mình thấy đây là một cái cơ chế có thể nói là rất là hữu ích cho mình về giai đoạn về sau các bạn ạ. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lockroot
hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc nha, link shop dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình hiệp sĩ chuyển sinh này. Bye bye.